Và đây là combo loa với kẹp chuyên 21 của anh Long ở Gia Lâm, Hà Nội. Anh đến tận nơi, anh nghe và trải nghiệm lấy một cấu hình rất là đơn giản thôi ạ. Một con đẩy lên 50S, bộ mic với kẹp 49 và một đôi loa với kẹp 921 ở khúc 330, dùng cho gia đình rất là phù hợp. Nghe nhạc tất cả các thể loại nhạc như bolero rồi nhạc mạnh thì chúng ta có thể nghe nhạc mạnh đập cực hay và hát karaoke rất là tuyệt vời. Đó thì nhà anh Long anh vừa xây xong, chưa có kệ tủ đâu ạ. Anh rất là đam mê âm nhạc và anh đã sắm cho mình một bộ về bày tặng để nghe. Có tủ kệ thì bày lên sẽ đẹp hơn. Thì đó là bộ của anh Long ở bên Gia Lâm nhé. Và rất là cảm ơn anh Long ạ. Bác nào ở bên Gia Lâm ở chỗ Dương Xá có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ JK Audio để được tư vấn ạ. Quên núi đồi, quên cánh đồng.